Xin chào các bác nhé. Hôm nay cuối tuần hai vợ chồng tôi dẫn các bác đi câu. Thì cái điểm câu này đây là cái hồ Đồng Bãi trên Hòa Bình. Ủa, ngoài nước trong lắm, nước trong ngắt này, khả năng khó câu. Đây là cái hồ rất rộng ở đằng trong. Ui giời, đặc đánh lưới kìa. Đây có mấy anh em đang câu cá đây này. Xích lại xuống bơi hả? Xuống đi, xuống bơi đi. Xuống bơi hả? Cầm đi, rút đi. Trời ơi, anh các bác ơi, tôi vừa mới múc nước để rửa tay. Ý dạ, bắt luôn được con tôm này. Rồi, ở đây rất nhiều tôm này. Câu tôm này. Đấy. Anh câu tôm không có run. Rồi, chảy rồi. Chảy có run mới câu được tôm. Nhắc hẳn cái bát nhá. Tôm đâu hả? Covid nhà không có cơm ăn. Cho đi câu. Bắt ốc, mò ốc, tự mò ốc ăn. Con nhà đói kém, Covid cua veo. Buồn ghê. Ăn đi. Ăn đi, hóng cái gì. Rồi. Đã vỡ rồi. Rồi, sẽ ăn được cái ruột rồi. Sắp ăn được cái ruột rồi. Ngon. Đấy, nó ăn rồi đây anh. Đây nhiều ốc vậy? Toàn ốc biêu vàng à? Dạ, ốc biêu vàng. Chú ăn đấy chú. Chú ăn rồi. Chú ăn nhiều rồi. Thôi nhá, thôi không bơi nữa. Tình hình là vừa tôi đang ngồi bên kia thì các cháu trẻ con ra đấy bơi ở mầm mông câu được, thế là phải ông sang đây đi qua một cái nhà người dân sang đây ngồi xem nào. Ở đây thì nước rất là trong rất nhiều tôm với cả cá con, nên là khả năng là câu ở đây rất khó. Ở đây chắc là muốn câu được chắc phải làm sao mà chúng ta chui được vào đằng trong kìa. Đấy, trong kia rất là đẹp sâu. Hôm nay đã ngồi đến đây rồi. Hôm nay ngồi đây rồi thì ngồi đến lúc nữa thì không được thì đi về. 2 giờ đến đây đi lanh quanh, bây giờ là 3 rưỡi các bạn. Giờ tập trung câu thử xem nào nhá. Đây, bắt đầu. Ai? Đâu? Cái gì? Ra đâu? Nằm phơi nắng. Bơi chán rồi bây giờ lên nằm phơi nắng. Nàng tiên cá nằm phơi nắng. Nói mày ghê, tưởng nói ai hả xúc xích. Lên trên đấy nằm phơi nắng. Nước ở đây sâu không anh? Nước cây chỗ này được 2 mét. Cái góc chỗ vừa rồi cũng phải được sâu hơn đấy nhỉ? Chỗ ngoài kìa. Gần 3 mét nhưng mà chỗ đấy lại không có cá mấy nhỉ? Ở đây là rất nhiều tôm. Xung quanh đây là rất nhiều các lưới bắt quái để bắt tôm. Vừa nãy mình có múc mỗi cái ít bát nước lên thôi mà cũng một đống tôm đấy. À cũng được một con bé tín hin đi.
các cháu kia thấy vợ chồng chúng tôi sang đây không, chúng nó lại chuyển sang đây bơi thôi. Khả năng là phải đi về sớm rồi, đây hóng mát tí cho đỡ mệt đi. Bồng 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 ba ba, chúc thích ngủ đi. Để ăn. Sắp ngủ rồi đấy. Kinh thật, toàn cỏ may này. Hai cái quần. Tiếp. Xúc xích. Với tình hình là khả năng là đây là không có cá các bác ạ. Đây chỉ có mấy con đồng đồng cân cân đấy. Dù phị không thấy con nào. Ở đây chỗ này nó động quá. Người ta suốt ngày thì chỗ kia bây giờ hết bơi xong bây giờ người ta lại mang quần áo tự ra giặt. Đấy. Chỉ có ở trong này này. Trong này rất là rộng. Đấy. Chỉ có trong này thì chúng ta may câu được. Như ở chỗ ở ria này dọc trong đây tôi thử vào rồi nhưng mà nông và nước trong vắt. Đấy. Muốn câu được thì chắc phải vào tít trong kia nhưng mà không làm sao vào được. Kia có 4-5 cái thuyền đang đánh lưới các thứ. Ở đây dây đặc lưới bắt quái. Đấy, lưới bắt quái bắt tôm đấy, những cái chai lọ trên hồ bác nhìn kia. Đều là lưới bắt quái hết. Hôm nay đi về sớm thôi. Có những cái chúng ta không nên cố được. Nhìn cái màu nước này thì là không có hy vọng gì. Nước gần như trong đến đáy. Đây được cái mát thôi, bụi tre các thứ thư giãn. Đấy. Điểm này lên đây chủ yếu là nếu mà bơi phù hợp, với cả mọi người lên đây bơi sau kiểu như là cắm trại nướng thịt ở đây là phù hợp hơn là câu cá. Nhưng mà kiếm được con cá là rất là khó. Lên đây ngồi đi chạy lòng vòng 2 tiếng đồng hồ, nói chung là không ăn thua thì bây giờ đi về sớm. Không lên cố. Hôm nào tôi sẽ hỏi đường cái đường khác vào bên trong. Bây giờ hai vợ chồng tôi đi về thôi. Rồi, xin chào các bác và hẹn các bác ở những cái video tiếp theo nhé. Đi câu thì cá tự nhiên thì chúng ta là không thể nói trước điều gì. Các cụ nói là quan trọng nhất vẫn là cái chỗ có cá. Sau đến mà mới đến là cái thời tiết mồi mả các thứ. Đấy. Thôi bây giờ hai vợ chồng tôi dọn đồ đi về thôi. Chỗ này phải rất đẹp, núi non rất là mát, thanh bình. Cũng là cuộc sống ở quê. Sau này có tiền kiếm cái mảnh đất ở đây xây nhà là được tuyệt vời. Xuất ơi, về đi. Lên. Hôm nay lên. Đi bơi. Nhanh. Hết bơi là ăn ốc sống. Thể loại. Thôi lên. 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 Không xuống nữa. Ướt hết rồi.